Ken, chú voi con. Tớ là Ken, tớ là một chú voi dễ thương. Này, gì thế này? Đây là nhiệm vụ của tớ ngày hôm nay. Wow, chơi với bạn bè, đó là điều tớ thích làm. Đi chơi thôi. Yay, một giỏ đầy đồ chơi. Thật thú vị. Tớ không thể chờ thêm để được chơi cùng với bạn bè. Ồ không, họ không ở đây. Mình sẽ đi tìm họ vậy. Tớ là Ken, tớ là một chú voi dễ thương. Ồ nhìn kìa, đây là Tim, chào Ken. Tớ có một món quà cho cậu. Wow, nó là một chiếc trực thăng, máy bay trực thăng màu xanh. Yay, điều này thật tuyệt. Cảm ơn Ken. Đó là Ken, đó là một chú voi dễ thương. Ồ, có vẻ như Monday đang đập và làm tung tóe nước. Chào Monday, nhìn này, tớ có một món quà cho cậu. Đó là chiếc tàu. Đó là Ken, tớ là một chú voi dễ thương. Và ở đây tớ đi tìm bạn bè của mình. Yay. Chào Luke, tớ có một bất ngờ cho cậu. Nhìn này, wow, xe hơi. Xe hơi màu hồng. Cảm ơn Ken, bạn là người bạn tuyệt vời. Ôi không, giỏ đã trống không? Chẳng còn đồ chơi cho mình. Mình nên làm gì bây giờ? Này, thật bất ngờ. Hãy đến chơi với tất cả các đồ chơi yêu thích của chúng ta. Chiếc tàu, máy bay trực thăng và xe hơi. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn tất. Tạm biệt. Trong ngày của mình wow, là một bản đồ kho báu. Mình đang ở đây. Mình phải băng qua cầu và đi vào rừng. Rồi mình sẽ băng qua biển. Và cuối cùng trên đỉnh đồi là hòn đảo kho báu, nơi chúng ta sẽ tìm thấy kho báu quý giá. Đây sẽ là một hành trình thú vị. Đi nào, sẵn sàng chưa? Ồ, nhìn nè, chiếc xe màu đỏ. Nó sẽ giúp mình qua cầu. Tớ đang tìm một kho báu đây. Trong lúc mình đang rảnh rỗi đây. Sẽ tham gia cùng tôi chứ? Nó sẽ thật là vui lắm. Yay! Thật là tuyệt. Tớ có thể đi xuyên qua khu rừng trong chiếc xe tải quái vật này.
Tuyệt quá, thật là vui quá đi. Vòng xoay, bánh xe xoay, xe tải xoay tròn, nó xoay tròn, nó xoay tròn. Vòng xoay, bánh xe xoay, xe tải xoay tròn, băng vào rừng đây. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bạn xe tải quái vật, bởi vì tớ nhìn thấy thuyền của mình ở đây. Nó sẽ giúp tớ vượt biển. Yippee! Lai thuyền đi, tớ đang tìm kiếm một kho báu đây, trong lúc mình đang rảnh rỗi đây. Sẽ tham gia cùng tôi chứ? Nó sẽ thật là vui lắm. Này là máy bay trực thăng, thật là thú vị. Tớ thích lái máy bay trực thăng. Mình đang rất gần với kho báu. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Máy bay trực thăng là trợ lý của tôi. Yay, tôi đã làm được. Cuối cùng kho báu thật là tuyệt vời. Thật rực rỡ quá. Yay! Mở nào hộp kho báu. Một chiếc máy bay vàng. Woohoo! Thật là hoàn toàn xứng đáng. Tiếp tục theo dõi tớ, Ken, chú voi con. Tạm biệt. Chào các em. À, wow. Tại sao bánh xe này lại tiến về phía mình nhỉ? Chào, tên tôi là Ken. Tôi là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. À, tại sao nó không nhúc nhích nhỉ? Thôi nào, nhanh lên nào. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu đỏ. Wow, nhìn rất nhiều quả bóng nhỏ đang nhảy ra. Thật tuyệt vời phải không? Màu đỏ. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu đỏ. Xin chào, mình đã trở lại. Và bánh xe cũng vậy. Yay! Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Mũi tên này bị kẹt rồi. À, bắt đầu nhé. À, 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu vàng. Thật tươi sáng và thật là đẹp. Và đây là những quả bóng nhỏ. Woohoo, có rất nhiều. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu vàng. Tạm biệt. Xin chào, mình ổn. Một lần nữa, đây là bánh xe màu. Hãy tìm hiểu thêm một số màu sắc. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Nó lại không nhúc nhích nữa rồi. Được rồi. 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Để nghĩ xem. Và đó là màu hồng. Rất nhiều quả bóng nhỏ xíu. Điều này rất là vui. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu hồng. Tạm biệt. Chào. Bạn thích trò chơi này phải không? Nhìn xem bánh xe màu đã trở lại. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Và nó một lần nữa bị mắc kẹt. Thôi nào mũi tên, bạn làm ơn di chuyển giúp Ken. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Bạn có thích màu này không? Đây là màu xanh lá cây. Woohoo! Nhìn những quả bóng nhỏ bùng nổ này. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Ah!
Mình là Ken, Ken chú voi con. Và mình đang học cách đếm từ 1 đến 10. Wow, nghe vui đúng không? Đúng. Yeah. Nhưng trước khi học đếm, mình có một danh sách mua sắm và mình phải đi siêu thị để mua tất cả những thứ cần thiết trong danh sách của mình. Bạn sẽ giúp mình chứ? Đúng không? Đi thôi nào. Đi nào. Đây. Để xem món đầu tiên trong danh sách của mình là gì nhé. Một hộp sữa. Được rồi, một hộp sữa. Đây rồi. Xong. Cái gì đây? Oh, hai quả táo. Được rồi, mình sẽ lấy vài quả táo. Chúng đây rồi. Trong giỏ của mình. Một, hai quả táo. Xong. Tiếp theo là gì? Bánh quy giòn. Ba gói bánh quy giòn. Cho chúng vào giỏ hàng. Một, hai, ba. Làm được rồi. Tiếp theo là bốn lọ mứt. Dâm. Xem chúng nhảy vào giỏ hàng của mình nè. Bốn lọ mứt. Xong. Tiếp theo là gì? 5 gói bánh quy. Mình thích nó. Mình yêu bánh quy. 1 2 3 4 5. Woohoo! Tuyệt vời. Cảm ơn đã giúp mình. Tiếp theo. Tiếp theo là gì đây? Hãy lấy 6 quả cà rốt. Còn 5 món nữa là đủ. Tiếp theo, 6 cà rốt. Bạn đếm tới 6 với mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cà rốt. Đã mua xong. Cảm ơn. Đây là gì? 7 bông cải xanh. Mình sẽ làm súp bông cải xanh. Để chúng vào trong giỏ hàng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 bông cải xanh. Sẽ ngon lắm đây. Tiếp theo là gì? 8 quả cà chua. Wow. Bạn đếm được chứ? Chúng nhảy vào giỏ hàng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và 8 quả cà chua trong giỏ. Chúng ta sắp xong rồi. Chúng ta cần 9 quả chuối. Mình thích chuối. Nó giúp mình mạnh mẽ hơn. Cùng đếm 9 quả chuối nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Yay! Xong. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có 10 cái bánh nướng xốp. Còn có món tráng miệng đây. 10 bánh nướng trong giỏ hàng của mình. Chúng nằm sẵn trong hộp rồi. Đẹp và dễ lấy. Xong. Để mình xem. Mình mua xong rồi. Chúng mình kiểm tra xem mình đã mua gì nhé. Một hộp sữa, hai quả táo,
3 gói bánh quy giòn, 4 lọ mứt, 5 gói bánh quy, 6 củ cà rốt, 7 bông cải xanh, 8 quả cà chua, 9 quả chuối, 10 bánh nướng xốp. Wow! Chờ một chút, mình đã học đếm từ 1 đến 10. Bạn có thấy vậy không? Yay! Chúng mình đã làm được điều đó cùng nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuất sắc! Mình tên là Ken, mình là một chú voi con. Hôm nay đi mua sắm thật vui, mình đã học cách đếm đến 10. Cảm ơn nhiều, mua sắm với bạn vui lắm. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken, chú voi con. Cùng chơi một trò chơi thú vị về xếp hình phương tiện giao thông nha. Yay! Hãy bắt đầu với chiếc ô tô. Màu đỏ, màu yêu thích của mình. Bây giờ chúng ta nên ghép mảnh nào trước? Mảnh ghép ở góc, đó là một ý tưởng tuyệt vời, đó là cây. Mảnh này trông giống như mặt đất, phải. Mảnh này chắc là ở góc trên cùng, vì nó là hình cây. Tuyệt, tốt lắm, bạn đã tìm thấy mảnh dưới cùng rồi. Mảnh này giống như một phần cửa sổ. Ồ, phải, tốt lắm, xoay ngược nó lại. Đây là mảnh trên cùng của chiếc ô tô. Một chút hàng rào. Đó là tay nắm cửa. Cái nào? Cái phía trước. Bầu trời và đám mây chắc là ở trên cùng. Tay nắm cửa còn lại. Đây là phần phía trước của chiếc xe. Ghép bánh xe vào thôi. Ôi. Yay! Và đây là phía bên kia của hàng rào. Và cuối cùng là bánh trước. Làm tốt lắm. Bạn làm được rồi. Rum rum. Chúng ta ghép hình một chiếc xe buýt trường học đi. Chúng ta sẽ ghép các phần góc trước nhé. Dây, mảnh dưới cùng, một phần đường. Và bầu trời phải ở góc trên cùng bên trái. Và góc trên cùng bên phải. Dây, hoàn hảo. Góc dưới cùng bên trái đâu rồi? Nó đây rồi. Ghép thêm bầu trời và phần nóc xe buýt đi. Ồ, trông giống như mấy cái cửa sổ. Dây, nó là cửa phía sau. Và một bánh xe. Và bầu trời nữa. Chà, bức hình ghép này sắp hoàn thiện rồi đây. Nhìn nè, cỏ và cây chắc là ở phía trước. Mảnh ghép cuối cùng của bầu trời. Tuyệt vời. Các cửa sổ phải nằm cạnh các cửa sổ khác. Và những cửa sổ cuối cùng. Ghép bánh xe thôi. Có vài cái cây và một chút mây ở phía trên. Và phần còn lại của con đường ở cuối xe buýt. Làm tốt lắm. Vòng xoay bên xe buýt, chúng nó xoay vòng. Một chiếc xe tải tuyệt vời. Mình thích nó. Đó là một chiếc xe tải thám hiểm. Bây giờ bạn có thể đoán mảnh nào nằm ở đâu không? Ồ phải rồi, một đám mây ở góc trên. Con đường và bãi cỏ ở phía dưới. Mảnh này phải là góc trên cùng bên phải. Một vài bông hoa. Xoay lại đi. Nó là một đám mây. Yeah, làm tốt lắm. Nó trông có vẻ như là một con đường. Phải, đôi khi chúng ta phải xoay các mảnh. Bởi vì chúng không phải lúc nào cũng nằm đúng hướng. Trông giống như phần trên của xe. Yay. Một vài bông hoa nữa. Phải là ở phía dưới. Bánh xe. Bánh phía trước. Đó là một phần của bánh sau. Xoay lại đi. Yay. Đó phải là phần trước, nơi có cây cối. Và tay nắm cửa. Tuyệt vời, bạn ghép xong rồi. Làm tốt lắm. Thật tuyệt vời. Thật là vui. Các bạn làm rất tốt. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt.
Và mình đang ở trong vườn của mình. Mình thích ở trong vườn. Nhìn những cây, hoa và bướm xinh đẹp này đi. Mình thích ở trong vườn lắm. Nhìn nè, mình đã hái được một giỏ hoa đẹp đây. Bạn muốn xem không? Mình nóng lòng muốn cho các bạn xem quá. Bạn có thể chỉ ra những loại hoa nào trong giỏ của mình không? Bắt đầu thôi. Đây là hoa gì? Nó màu vàng và trông giống như một mặt trời lớn. Nó là tulip hả? Hoa hồng rose hay sunflower, hoa hướng dương? Yay, nó là hoa hướng dương. Woohoo, hoa mình thích. Đây là hoa gì? Nó màu đỏ, có phải là hoa sen lotus không? Hay là hoa loa kèn lily? Hay là tulip? Không, đó là rose, hoa hồng. Yay, làm tốt lắm. Mình sẽ tặng nó cho những người thân yêu của mình. Đây là hoa gì? Nó đẹp quá. Nó có phải là hoa cúc daisy không? Nó màu vàng nhưng không phải hoa cúc rồi. Hay nó là lotus, hoa sen hay rose, hoa hồng? À, nó là hoa loa kèn lily. Wow, đây là hoa gì? Ai đoán được nè? Có phải là hoa cúc daisy không? Không, sunflower hướng dương? Không luôn. Hay là rose hoa hồng? Không, nó là lotus hoa sen. Yay, đẹp làm sao. Còn bao nhiêu loại hoa nữa trong giỏ của mình? Hãy xem nào. Mình đang tự hỏi, đây là hoa gì? Mình biết hoa này. Bạn biết không? Nó có phải là hoa cúc daisy không? Không, hoa loa kèn lily. Không luôn. Hay nó là orchid hoa lan? Phải, nó chính là orchid. Màu hồng xinh xắn. Mình thích hoa lan. Đó là hoa yêu thích của mình. Đây là hoa gì? Không phải sunflower hoa hướng dương. Không phải lotus hoa sen. Hay là lily hoa loa kèn? Không, mình biết đó là daisy hoa cúc. Yay, tốt lắm. Các bạn đoán được tên các loại hoa trong giỏ của mình rồi. Làm tốt lắm. Mình đã rất vui khi học tên các loại hoa. Bạn vui không? Đăng ký để cùng học những bài học hay hơn với mình nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Wow, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Ôi trời, phòng mình bừa bộn quá, đã đến lúc mình dọn dẹp rồi. Bạn sẽ giúp mình chứ? Được rồi, bắt đầu thôi. Mình muốn dọn dẹp căn phòng của mình thật nhanh chóng. Chúng ta phải nhặt tất cả đồ chơi của mình và cất chúng trở lại kệ. Đã sẵn sàng chưa? Woohoo, quả bóng đá của mình. Và hai quả bóng rổ của mình. Mình tự hỏi mình có thể chứa được bao nhiêu quả bóng trong tủ của mình. Mình có bao nhiêu quả bóng rồi? Bạn giúp mình đếm chúng được không? Một quả bóng đá và hai quả bóng rổ. Một cộng hai bằng một, hai, ba. Đúng rồi,
1 cộng 2 bằng 3. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã học cách cộng. Đặt chúng lên trên kệ của mình. Xe của mình. Nhìn xem mình có bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Có màu đỏ và vàng nữa. Wow. Vroom vroom. Để xem. Mình có 2 xe hơi đỏ và 2 xe hơi vàng. Vậy có bao nhiêu chiếc xe trong tủ của mình? Chúng ta có 1, 2, 3, 4. 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình hiểu rồi. Yay! Vroom vroom. Để chúng lên kệ thôi. Tiếp theo là gì? Sách. Vậy có bao nhiêu cuốn sách? Mình có nhiều sách quá. 3 quyển sách hồng và 3 quyển sách xanh. 3 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng vậy, 3 cộng 3 bằng 6. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Bạn làm phép cộng giỏi thật. Để sách lên trên kệ của mình đi. Bây giờ lau sàn nhà thôi. Chúng ta còn thấy món gì nữa? Mình tìm thấy bút chì màu. Yay! Mình có nhiều bút chì màu quá. Có bao nhiêu cây bút đây? Mình có thể để vừa trong kệ của mình không? 4 bút màu xanh lá và 4 bút màu xanh dương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cộng 4 bằng 8. Làm tốt lắm. Tuyệt vời. Để nó lên kệ đi. Bây giờ phòng của mình trông rất sạch sẽ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tạm biệt. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ken và Monday đang chơi một trận bóng rất căng thẳng. Ai sẽ ghi bàn? Monday đang giữ bóng và có vẻ như bạn ấy sẽ làm được. Cố lên Monday. Nhưng Ken đã bắt kịp. Ồ không, bạn ấy đã vấp phải một hòn đá. Ken tội nghiệp. Bạn ấy có vẻ rất đau. Bạn bè của họ, những chiếc xe tải chạy đến giúp đỡ. Đó là một vết thương lớn. Đừng khóc Ken, không sao đâu. Nghe nè, xe tải có một ý tưởng. Đó là gì? Một kế hoạch để xây dựng một sân bóng đá. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bắt tay vào làm thôi mọi người ơi. Đầu tiên, chúng ta loại bỏ tất cả các viên đá và đặt khung thành. Hoàn hảo. Yay. Đặt khán đài. Tuyệt vời. Và những bước hoàn thiện cuối cùng. Monday và Ken cần trợ giúp để sơn sân bóng. Xe tải biết cách làm. Woohoo. Thật tuyệt. Nhảy lên đi Monday. Wow. Chúng ta đã hoàn thành. Yay! Bây giờ là lúc để chơi. Nào mọi người, tham gia đi. Ken đang chạy với quả bóng và bạn ấy truyền nó cho bạn của mình. Đây rồi. Họ sẽ ghi bàn chứ? Rất tiếc. Quả bóng bật trở lại và Monday đang đón nó. Nhìn bạn ấy kìa. Và bạn ấy sút vào khung thành. Woohoo! Chơi hay lắm mình đây. Thật là một ngày tuyệt vời. Chào các bạn, mình là Ken chú voi con. Hôm nay bạn khỏe không? Bạn có muốn chơi một trò chơi nhỏ với mình không? Nó tên là tìm hình lạ. Chúng ta bắt đầu thôi. Được rồi, hãy tìm ra hình nào khác biệt. Có phải hình này không? Ồ không. Còn hình này thì sao? Không. Hết giờ. Bạn tìm thấy không? Là cái này. Yeah. Để xem tại sao nhé. Chúng ta có quả chuối, táo và cam. Những hình này đều là trái cây. Và hình khác biệt là củ dền.
và củ dền là một loại rau củ. Cùng tìm tiếp thôi. Hãy tìm ra hình nào khác biệt. Chúng ta có một con bò. Đó không phải là hình khác biệt. Vậy còn hình này? Không. Hết giờ. Bạn có thấy không? Là hình này. Con sư tử. Con dê. Con bò. Và con ngựa đều là động vật trong trang trại. Nhưng con vật khác biệt này không được nuôi trong trang trại. Nó là sư tử. Và sư tử là động vật hoang dã. Được rồi, hãy tìm hình khác biệt một lần nữa. Cái này hả? Không. Vậy còn hình này? Không, lần này không phải. Hết giờ. Bạn có thấy không? Đúng vậy. Củ dền, bí ngòi và cà tím đều là rau củ. Còn hình khác biệt này là một quả táo. Nó là trái cây. Ồ, phương tiện giao thông. Hãy tìm ra hình khác biệt. Được rồi, cái này thì sao? Không, nó không khác biệt. Có thể là chiếc xe này. Không phải. Xem nè. Hết giờ. Bạn có thấy không? Đó là cái này. Một chiếc máy bay. Vậy tại sao nó khác biệt? Chà, chúng ta có xe hơi, xe tải, xe buýt. Và chúng đều là phương tiện đường bộ. Nhưng đoán xem, máy bay là phương tiện đường không? Yeah, đúng vậy. Bây giờ chúng ta có một vài hình động vật nữa. Để xem lần này chúng ta có thể tìm ra con nào khác biệt không. Được rồi, con này thì sao? Không, không phải cá heo. Hay đó là con cua? Không. Và hết giờ rồi. Là hình nào đây? Là hình này. Dĩ nhiên rồi, tại sao nó lại khác biệt? Chà, cá heo, cua và bạch tuộc đều là động vật dưới biển. Đúng vậy, chúng sống dưới biển. Con voi là động vật hoang dã và nó sống trên mặt đất. Tốt lắm, bạn đã chỉ ra hết tất cả các hình khác biệt rồi. Làm tốt lắm. Đón xem Ken chú voi con và hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken chú voi con. Các bạn khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ làm pizza. Ngon ngon. Món yêu thích của mình. Cùng làm topping nha. Yay, mình thích làm bánh quá. Đây là đế pizza với sốt cà chua và phô mai phủ lên trên. Sẵn sàng thêm topping. Và đây là một vài chữ cái và một vài chữ cái khác trên đế pizza để chúng ta nối lại. Bạn chữ cái. Bây giờ chúng ta sẽ thêm topping lên trên bánh pizza bằng cách dùng các chữ cái trong bảng chữ cái. Yay, bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Chữ cái đầu tiên là A. Topping nào có chữ A? Đó là cái này. Yay, pepperoni. Pepperoni là chữ A. Nên hãy đặt nó trên tất cả các chữ A. Làm tốt lắm, tuyệt vời. Mình thích ăn pepperoni. Tiếp theo là gì? Chữ B. Vậy món nào là chữ B? Cũng là món mình thích. Olive. Olive đen. Đặt ở đâu đây? Trên tất cả các chữ B. Yay, tuyệt vời. Tiếp theo là chữ C. Bạn có thể thấy chữ C là topping gì không? Nó là nấm. Mushroom. Yay, thêm một ít rau củ. Chúng ta yêu rau củ mà. Đặt lên chữ C nào. Mushroom, mushroom. Đủ mushroom trên bánh pizza này rồi. Tiếp theo là chữ D. Tốt lắm. Chữ D là một miếng cà chua. Tomato. Bây giờ đặt ở đâu? Trên các chữ D.
Yay, tốt lắm. Tomato, cà chua đây. Tomato, cà chua đây. Bây giờ chúng ta có chữ Y. Và nó là một broccoli. Bông cải xanh. Yay, thêm rau củ. Hãy đặt chúng lên trên bánh. Ta-da. Chiếc pizza này trông ngon quá. Cuối cùng chúng ta có chữ F. Bây giờ nó là món gì? Đó là phô mai, cheese. Và nó được đặt ở giữa cái bánh. Yay, nếu bạn vui thì hãy thêm phô mai. Yum yum yum. Mình muốn ăn lắm rồi. Phải, mình cá là bạn cũng muốn. Cảm ơn vì đã giúp mình đặt topping lên trên bánh pizza. Nó rất vui. Yay. Lúc khác chúng ta chơi tiếp nhé. Và đăng ký kênh của mình để xem thêm video. Tạm biệt. La 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 la. Chào các bạn. Mình là Ken, chú voi con. Các bạn khỏe chứ? Hôm nay chúng ta sẽ nối hình với con vật. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy, đây là một số hình dạng động vật. Một số hình ở gần và một số hình ở xa hơn. Được rồi. Chơi thôi. Bắt đầu thôi. Bạn có biết đây là con vật gì không? Nó không khớp với hình đó. Không, không phải ở đó. Vậy chỗ này. Yay, làm tốt lắm. Đó là một con sư tử. Roar. Bây giờ là con vật gì? Hình nào phù hợp với nó? Ở đây. Không, nó có một cái đuôi. Không phải ở đó. Lớn quá. Đây rồi. Thật tuyệt vời. Nó là một con cáo. Làm lại nha. Bây giờ con vật nào đây? Nó có cánh nên không phải hình này. Nó ở trên cây. Thật hoàn hảo. Nó là một con chim. Chíp chíp. Bạn đã sẵn sàng cho lượt chơi khác chưa? Hãy thử tìm hình con vật này. Không, không phải chỗ đó. Phải. Rất tốt. Đây là một con cọp. Cái hình này hơi giống mình. Bạn có đoán được nó là con gì không? Nó có vừa chỗ này không? Không, ở đây. Không phải. Ở đây thì sao? Đúng rồi, xuất sắc. Nó là một con voi, giống như mình. Một lần nữa. Bây giờ cái này có vẻ khó. Bạn nghĩ sao? Ở đây. Xem nè. Không. Phải. Vừa khớp luôn. Nó là một con khỉ đột. Chỉ còn một hình. Bạn có thể nối nó và đoán nó là con gì không? Phải. Đúng rồi. Tốt lắm. Đó là con tê giác. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn chơi hay quá. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Chào mọi người, mình là Ken. Ken, chú voi con. Mình vừa đi chợ về. Mình đi mua ít rau củ và trái cây. Đi chợ vui lắm. Nhưng có một vấn đề nhỏ xíu là trái cây và rau củ của mình bị lẫn với nhau. Và mình cần phải phân loại chúng. Và mình cần bạn giúp. Bạn sẽ giúp chứ? Yay, cảm ơn bạn nhiều. Bắt đầu thôi. Cái này tròn và màu đỏ. Là apple, trái táo. Chắc chắn là trái cây rồi. À, củ cà rốt. Cái này là rau củ. Woohoo. Tiếp tục thôi. Một quả cam, orange. Nó là trái cây. Chắc chắn là trái cây. Giỏi lắm. Cà tím, eggplant. Cái này là rau củ. Tuyệt vời. Đó là bông cải xanh, broccoli. Chắc chắn là rau củ rồi. Đúng vậy các bạn. Hay quá, cảm ơn. Một quả dâu tây, strawberry. À, mình thích nó. Trái cây, đúng vậy. Cảm ơn các bạn. Rau dền, spinach. Các bạn nghĩ sao? Nó là rau củ, một loại rau nhiều lá xanh. Súp lơ trắng, cauliflower. Nó cũng là rau củ. Tiếp theo là một chùm nho, grapes.
Nó là trái cây, chắc chắn luôn. Một quả chuối. Banana. Cũng là trái cây, hay lắm. Quả zucchini. Một loại bí xanh, chắc chắn nó là rau củ rồi. Một quả dưa hấu, watermelon. Nó chính là trái cây. Wow, bạn phân loại được hết trái cây và rau củ rồi. Trong vỏ trái cây, mình có một trái táo, một trái chuối, dưa hấu, dâu tây, chùm nho và một quả cam. Còn trong vỏ rau củ mình có bông cải xanh, cà rốt, súp lơ trắng, rau dền, cà tím, bí xanh. Mình đã sẵn sàng làm món trái cây trộn ngon lành rồi. Và thêm món rau củ trộn nữa chứ. Mình đi đây. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Wow, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Ôi trời, phòng mình bừa bộn quá, đã đến lúc mình dọn dẹp rồi. Bạn sẽ giúp mình chứ? Được rồi, bắt đầu thôi. Mình muốn dọn dẹp căn phòng của mình thật nhanh chóng. Chúng ta phải nhặt tất cả đồ chơi của mình và cất chúng trở lại kệ. Đã sẵn sàng chưa? Woohoo! Quả bóng đá của mình. Và hai quả bóng rổ của mình. Mình tự hỏi mình có thể chứa được bao nhiêu quả bóng trong tủ của mình. Mình có bao nhiêu quả bóng rồi? Bạn giúp mình đếm chúng được không? 1 quả bóng đá và 2 quả bóng rổ. 1 cộng 2 bằng 1 2 3. Đúng rồi, 1 cộng 2 bằng 3. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã học cách cộng. Đặt chúng lên trên kệ của mình. Xe của mình. Nhìn xem mình có bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Có màu đỏ và vàng nữa. Wow, vroom vroom. Để xem, mình có 2 xe hơi đỏ và 2 xe hơi vàng. Vậy có bao nhiêu chiếc xe trong tủ của mình? Chúng ta có 1, 2, 3, 4. 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình hiểu rồi. Yay! Vroom vroom. Để chúng lên kệ thôi. Tiếp theo là gì? Sách. Vậy có bao nhiêu cuốn sách? Mình có nhiều sách quá. 3 quyển sách hồng và 3 quyển sách xanh. 3 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng vậy, 3 cộng 3 bằng 6. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Bạn làm phép cộng giỏi thật. Để sách lên trên kệ của mình đi. Bây giờ lau sàn nhà thôi. Chúng ta còn thấy món gì nữa? Mình tìm thấy bút chì màu. Yay, mình có nhiều bút chì màu quá. Có bao nhiêu cây bút đây? Mình có thể để vừa trong kệ của mình không? 4 bút màu xanh lá và 4 bút màu xanh dương. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 cộng 4 bằng 8. Làm tốt lắm. Tuyệt vời. Để nó lên kệ đi. Bây giờ phòng của mình trông rất sạch sẽ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tạm biệt. Chào các bạn. Chào mừng đến với trường học của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất vui. Có tên quả gì đây? Bạn sẵn sàng chưa? Yay! Bây giờ là quả gì? Nó có hình tương đối tròn với một cái cuốn có lá, cái cuốn nhỏ. Nó có thể là một quả mâm xôi. Không, quả mận gai. Không, hết giờ. Nó là quả táo.
apple. Yay! Yuhu! Còn quả này thì sao? Nó có phải quả chuối không? Không. Hay là quả táo? Không, chúng ta vừa đoán quả táo xong rồi. Dâu tây. Ồ, hết giờ. Bạn đoán được không? Đúng rồi, nó là nho. Great, tốt lắm. Wow, mình thích ăn nho lắm. Nó rất ngon. Bây giờ đây là quả gì? Nó cũng khá tròn. Có cuốn với lá. Hay là quả táo? Không, chúng ta có quả táo rồi. Nó có thể là quả gì đây? Hết giờ. Đúng vậy, là quả cam. Orange. Yay. Ồ, quả này nhìn thú vị nè. Nó có hình oval với nhiều mũi nhọn phía trên. Nó là quả đu đủ. Không, à, mâm xôi. Không, ồ, hết giờ. Chà, vậy là quả gì? Nó là một quả thơm. Pineapple. Yay, mình thích quả thơm. Nó mọng nước và ngọt nữa. Ồ, quả này nhìn có vẻ quen lắm. Mình nghĩ có hai quả đó, đúng không? Bây giờ quả gì dài và có nhiều hơn một quả? Hết giờ. Đúng rồi, đó là quả chuối. Banana. Chuối thường mọc theo nải. Yay. Đây là một hình lạ, dài hơn quả táo hay quả cam. Nó có thể là gì đây? Ồ, nhìn nè. Hết giờ. Bạn đoán được không? Đúng vậy, nó là quả lê. Yeah, chính xác. Yay. Wow, bây giờ quả này thú vị lắm đây. Ở phía trên nó nhọn và nhiều lá. Và nó có hình dáng thật đặc biệt. Bạn nghĩ nó có thể là quả gì? Hết giờ, phải. Nó là quả dâu tây, strawberry. Quả mình yêu thích. Mình thích dâu tây. Quả này có hình như hình tam giác. Và phía dưới thì cong lại. Nó có phải là một lát cắt của quả gì đó không? Hết giờ. Bạn đoán được không? Phải, đó là dưa hấu. Watermelon. Dưa hấu ngon ngon thật là ngon. Woohoo. Quả này có đến một cặp. Có hai quả gắn chung một cuốn. Và có lá, chúng nhỏ và tròn. Có thể là quả gì đây? Hết giờ. Phải, đoán đúng rồi. Đó là cherry. Yay. Là chuông tan học. Hết giờ học, làm tốt lắm. Các bạn hôm nay học rất tốt và đã đoán được hết các loại quả. Yay, tạm biệt. Chào, mình là Ken. Ken, chú voi con. Chào buổi sáng. Mình đang chuẩn bị đến trường. Đây là chiếc cặp đi học của mình. Cặp của mình bị mở ra rồi. Nó trống rỗng. Tất cả mọi thứ nằm rải rác xung quanh phòng. Mình phải tìm chúng lại thôi. Bạn có thể giúp mình không? Bút chì của mình ở đâu? Bạn có thấy không? Bạn có thấy nó nằm ở đâu không? À, nó đây rồi. Trên giường của mình. Làm tốt lắm. Hộp cơm trưa của mình ở đâu? Bạn có thấy không? Ở đây hả? Đây rồi. Làm tốt lắm. Bạn có thể tìm bút chì màu của mình không? Chúng có thể ở đâu? Ở đây hả? Không, ở đây.
Không, à chúng đây rồi, ở trên giường. Hay quá. Bây giờ thì chai nước của mình đâu? Mình cần chai nước. Chúng có thể ở đâu? Đây rồi, bên cạnh chậu cá vàng. Hay lắm, gần xong rồi. Mình chỉ cần tìm sách của mình nữa thôi. Chúng có thể ở đâu? Chúng đây rồi, ngay bên cạnh giường của mình. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mình cần tìm trái bóng của mình. Bạn có thể giúp mình tìm nó được không? Nó ở đây hả? Không, nó đó. Nó đây rồi, mình đã để nó trên ghế bành. Làm tốt lắm. Bạn đã tìm thấy đủ đồ của mình. Cảm ơn rất nhiều vì giúp đỡ mình. Bỏ hết vào cặp đi học của mình. Woohoo! Lần này mình sẽ đóng cặp lại. Mình đi học đây. Ô, đừng quên chai nước. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chú với con. Yay! Yeah!